lợi công suất thuê phòng giảm, cơ cấu khách đến thay đổi, khách quốc tế trong khu vực thường đặt phòng tại khách sạn 3 sao trở lên với yêu cầu về dịch vụ cao hơn. Những yêu cầu này đã bắt buộc ngành công nghiệp khách sạn phải thay đổi để tồn tại. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp điều hành phải có những giải pháp để có thể đáp ứng linh hoạt với sự biến đổi của thị trường. Đây là một trong những nội dung chính của hội nghị thường niên lần thứ hai về đầu tư và quản lý bất động sản du lịch tại Việt Nam năm 2012 diễn ra tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh bất động sản du lịch không nằm ngoài khó khăn chung của thị trường bất động sản. Thêm vào đó, nền kinh tế nhiều biến động, người dân thắt chặt chi tiêu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của ngành này. Thống kê từ Grand Thornton Việt Nam cho thấy, năm 2012, giá thuê bất động sản du lịch chỉnh lại và có dấu hiệu đi xuống, công suất phòng giảm 5 tới 10%. Trong khi trước đó năm 2011, ngành du lịch vẫn là lựa chọn hàng đầu của các quỹ đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân tìm cơ hội kinh doanh. Trong thời điểm khó khăn như hiện nay, thay vì xây dựng và phát triển thêm các dự án bất động sản du lịch, thì lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp là tập trung phát triển theo chiều sâu. Từ việc nâng cao các dịch vụ, thêm chính sách khuyến mãi, đến việc kích thích khách hàng chi tiêu nhiều hơn nhằm thêm doanh thu và lợi nhuận. Đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, ông Matthew Laurie, giám đốc độc lập của công ty Trails of Indochina cho biết khách du lịch đến Việt Nam tăng hàng năm, nhưng lượng khách quay lại lần thứ hai, lần thứ ba thì khá ít. Điều này cho thấy dù có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nền văn hóa lâu đời và di tích lịch sử hấp dẫn, nhưng ngành du lịch và hệ thống các khách sạn resort lại thiếu các dịch vụ hỗ trợ nên không hấp dẫn du khách quay trở lại. Theo ông Matthew Lorry, thì việc các khu resort hay là khách sạn cần có thêm các dịch vụ hỗ trợ như là cửa hàng quà tặng, spa hay là dịch vụ du lịch kế đến là việc nâng cao các kỹ năng phục vụ của nhân viên, đặc biệt là đội ngũ quản lý. Tôi làm việc và đi tham quan qua nhiều khách sạn tại Việt Nam. hầu hết các nhân viên đã được đào tạo, được tập huấn các kỹ năng phục vụ khách hàng. mặc dù vậy, nhân viên cần chuyên nghiệp hơn từ việc đăng ký phục vụ phòng cho khách. điều này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dấu ấn đối với khách du lịch. riêng ông Dennis Tan, giám đốc điều hành Everly Group, thì lại nhấn mạnh việc chọn lựa cách quản lý đúng, cho dù là thuê hay tự điều hành hay là nhượng quyền thì điều cốt yếu đối với các khách sạn du lịch là phải có một đội ngũ quản lý cấp cao chuyên nghiệp. Theo đánh giá của ông Dennis Tan thì việc đào tạo nhân sự quản lý cấp cao ở Việt Nam hiện còn khá yếu so với các nước khác trong khu vực. Đối với sự phát triển và đi lên của mỗi khách sạn, đội ngũ quản lý nhân sự cấp cao đóng vai trò quan trọng. Đây là đội ngũ sẽ xây dựng hình ảnh về một phong cách phục vụ vừa chuyên nghiệp vừa tận tâm tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu của khách sạn đó nếu phục vụ tốt khách hàng hài lòng chắc chắn là khi quay trở lại họ sẽ lựa chọn khách sạn này thay vì một khách sạn khác hiện những khách sạn năm sao hay là những khách sạn người nước ngoài quản lý mới theo hệ thống tiêu chuẩn của thế giới còn lại một số khách sạn trong nước đội ngũ quản lý cần được đào tạo bài bản hơn nâng cao khả năng quản lý chuyên nghiệp và phục vụ khách du lịch được tốt hơn Bất động sản du lịch cần có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để mang lại giá trị gia tăng bền vững cho dự án. Với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường, để đạt được tiêu chuẩn quốc tế là điều không dễ dàng, thế nhưng việc nâng cao các dịch vụ và kỹ năng quản lý là điều bắt buộc để bất động sản du lịch phát huy được tiềm năng của mình so với các nước trong khu vực. Theo các diễn giả tại hội nghị đầu tư và quản lý bất động sản du lịch thì chính từ sự cạnh tranh đang ngày càng quyết liệt hơn, khi nguồn cung càng ngày càng nhiều và tiêu chuẩn lựa chọn của khách hàng ngày càng cao hơn. Điều này mang lại thách thức cho các nhà đầu tư trong việc quản lý cũng như tạo ra những ưu điểm thuận lợi cho các dự án của mình nhằm thu hút khách hàng.